Chào các đồng nghiệp, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các bạn về một số ý tưởng về tái cấu trúc hệ thống điều trị để đáp ứng với đại dịch COVID-19 ngắn và dài hạn. Trước khi chúng ta nói về chiến lược để đáp ứng với đại dịch COVID-19 thì chúng ta cần phải nhìn vào các giai đoạn dịch. Trong biểu đồ phía bên trái ở phía trên đó chính là các cái giai đoạn dịch đã diễn ra ở Anh, và chúng ta thấy rằng là cái số ca nhiễm ở trong cái phần graph bên tay trái đã tăng lên rất là cao, sau đó thì giảm dần khi mà Anh áp dụng các cái biện pháp giãn cách xã hội. Sau đó thì số ca lại tiếp tục tăng lên, đặc biệt là khi biến thể của Anh và biến thể Delta xuất hiện. Chỉ đến khi mà số lượng vaccine rất là nhiều thì lúc đó chúng ta nhận thấy rằng là các cái biện pháp giãn cách xã hội đã được nới lỏng và số ca nhiễm lại tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, đối lập với cái xu hướng về số ca nhiễm bệnh ở Anh thì chúng ta lại thấy là số ca tử vong ở Anh ở giai đoạn đầu thì rất là cao, và đặc biệt ở cái giai đoạn mà bùng phát dịch vào giữa năm ngoái rất là cao. Tuy nhiên, đến thời điểm này mặc dù là số ca nhiễm tăng lên rất là cao nhưng mà số ca tử vong lại thấp, thì rõ ràng là cái cơ cấu, cái phân bố bệnh tật liên quan đến COVID ở Anh đã hoàn toàn khác. Một cái bức tranh khác mà chúng ta có thể nhìn tới đấy là Ấn Độ. Ở bên tay trái thì các anh các chị cũng có thể thấy là cái biểu đồ biểu diễn xu hướng ca mới mắc COVID hàng ngày ở tại Ấn Độ. Đặc biệt là trong cái vụ dịch tháng 4 năm nay thì số ca nhiễm ở Ấn Độ đã tăng đến một mức kỷ lục, và có những ngày có tới khoảng 400.000 ca nhiễm trên một ngày. Sau đó thì Ấn Độ, và tại cái thời điểm này đối chiếu sang cái biểu đồ về tỷ lệ tử vong, số ca tử vong hàng ngày thì chúng ta cũng thấy là số ca tử vong tăng lên rất là cao. Đây là cái thời điểm mà tỷ lệ tiêm vaccine ở Ấn Độ còn rất là thấp. Nhưng mà khi Ấn Độ áp dụng các cái biện pháp phòng chống dịch và tiêm vaccine một cách ồ ạt thì lúc này số ca nhiễm cũng đang bắt đầu giảm, đồng thời là số ca tử vong cũng giảm. Và tới đây chính phủ Ấn Độ cũng kỳ vọng rằng có thể số ca nhiễm sẽ tiếp tục tăng lên do cái việc mà nới giãn các cái hoạt động cách xã hội. Tuy nhiên, số ca tử vong thì cũng sẽ kỳ vọng là không cao như trước đây nữa nhờ cái tác động của vaccine. Tuy nhiên, nếu trong tương lai mà có biến thể mới thì chúng ta cũng không biết là điều gì sẽ xảy ra. Cái bài học ở Anh và Ấn Độ cho ta thấy rằng là khi số người nhiễm virus tăng nhanh và nhiều thì tất nhiên cái áp lực đối với hệ thống điều trị phải chăm sóc và điều trị các ca bệnh trung bình hoặc là nặng hoặc là rất là nặng thì rất lớn, đồng thời cái áp lực để chuyển tuyến cũng rất là lớn và có thể nhanh chóng vượt ra khỏi cái năng lực hiện có. Cái câu chuyện của thành phố Hồ Chí Minh là một cái ví dụ rất là điển hình, và trong cái vụ dịch lần thứ tư này ở Việt Nam chúng ta thấy trong cái biểu đồ bên tay trái là số ca nhiễm hàng ngày là các cái cột màu đỏ, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái số ca nhiễm nó tăng lên rất là nhanh trong một khoảng thời gian ngắn. Tương ứng với như vậy thì số ca điều trị, tức là đang nằm ở trong bệnh viện thì nó cũng tăng rất là nhanh, khiến cho hệ thống y tế phải liên tục mở các cái bệnh viện mới, nới các cái bổ sung thêm các giường bệnh ở các bệnh viện cũ để có thể đáp ứng được với các áp lực điều trị này. Bên cạnh cái vấn đề về số lượng bệnh nhân thay đổi tăng lên nhanh chóng và giảm đi theo các cái giai đoạn dịch thì chúng ta cũng cần phải quan tâm đến cái giai đoạn bệnh của những người mà mắc COVID. Thì chúng ta cũng biết rằng là có một cái giai đoạn mà người mắc COVID đã bị nhiễm virus nhưng mà xét nghiệm thì không thấy và không có triệu chứng gì. Và khi mà họ bắt đầu xuất hiện các cái triệu chứng thì họ có thể giai đoạn đầu là sẽ nhiễm cấp tính, sau đó thì chuyển sang bán cấp tính và có thể là hậu COVID. Và với mỗi một giai đoạn này thì nó cũng khác biệt rất là nhiều giữa những người khác nhau. Và khi số nhiễm virus còn ít thì tất nhiên như tôi đã chia sẻ ở slide trước là số ca bệnh nặng và số tử vong sẽ nằm ở trong tầm kiểm soát, bởi vì thực ra có đến 84% số ca mắc COVID là nhẹ hoặc là ở cái mức vừa phải, có thể người ta không có bất cứ một triệu chứng gì hoặc là chỉ có một số triệu chứng rất là nhẹ như là ho, sốt, mệt mỏi, đau đầu. Tuy nhiên là có tới 12% bệnh nhân có thể bị bệnh ở mức độ vừa và 4% là ở mức độ rất là nặng. Thì với tổng cái số ca bệnh, ví dụ như là 10.000 người nhiễm thì chỉ có 16% trong số đó là bị nặng thôi, với giả định là chưa có vaccine. Tuy nhiên, nếu số ca nhiễm tăng lên 100.000, 500.000 hoặc là 1 triệu thì cái số tuyệt đối
những cái ca bệnh nặng cần phải chăm sóc y tế tích cực nó cũng sẽ tăng lên rất là nhanh. Ngoài ra, sau khi người bệnh mà mắc COVID và đã khỏi COVID thì họ cũng có thể phải mắc phải cái hội chứng gọi là hậu COVID, thường là xuất hiện sau 3 tháng. Và có rất nhiều các số liệu ở trên thế giới hiện nay với các cái tỷ lệ phần trăm khác nhau, nhưng nhìn chung là khoảng 1 phần 3 hoặc là 40% người mắc COVID mà chưa tiêm vaccine thì sẽ mắc các cái hội chứng hậu COVID. Điển hình là họ sẽ thấy khó thở, hoặc là làm các cái test khuếch tán khí CO thì sẽ thấy giảm, hoặc là dung tích phổi thì cũng giảm. Khi chúng ta chụp hình ảnh CT phổi thì cũng thấy bất thường, kể cả khi bệnh nhân đã khỏi bệnh. Và thường cái hội chứng hậu COVID này gặp nhiều hơn ở người mắc COVID có mức độ nặng và nguy kịch, còn những người mà mắc COVID nhẹ thì thường rất là ít gặp các hội chứng hậu COVID, hoặc nếu có thì chỉ là những cái triệu chứng rất là nhẹ thôi. Và cái hội chứng này thì sẽ cải thiện theo thời gian. Hiện nay trên thế giới vẫn chưa có những cái nghiên cứu thực sự bài bản để có thể trả lời được cái nguyên nhân gây ra hậu COVID và làm thế nào để chữa được các cái hội chứng hậu COVID này. Nếu mà chúng ta nhìn một cách chi tiết hơn vào cái bệnh học và cái sự xâm nhập của SARS-CoV-2 vào trong cơ thể, thì trong cái biểu đồ bên tay trái, các anh các chị có thể thấy là tất cả những cái ô mà có màu xanh càng đậm, tức là càng có nhiều các cái tế bào bị nhiễm, hoặc là nhiễm virus SARS-CoV, hoặc là nhiễm cái một phần của cái virus SARS-CoV và SARS-CoV-2. Và cái ô mà càng xanh đậm, ví dụ như là phổi hoặc là đường hô hấp ấy, là nơi mà tập trung rất là nhiều virus ở đây. Trong cái hình ở bên tay phải thì các anh các chị có thể thấy là đặc biệt là ở cái hình H và cái hình Y là hai hình ở phía dưới, trong đó thì màu đỏ chính là cái virus SARS-CoV-2 và màu xanh ở hình H thì đều chính là những cái tế bào biểu mô của phế nang, hoặc là ở hình Y thì màu xanh chính là các cái đại thực bào. Và chúng ta thấy rất một hình ảnh rất rõ ràng là virus SARS-CoV-2 đã tấn công vào cái tế bào biểu mô của phế nang, tấn công vào cái đại thực bào và gây nên những cái tổn thương rất là nhỏ và sâu ở trong phổi. Đây cũng là một cái hình ảnh mô bệnh học khác. Trong cái hình E thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng có những cái tổn thương sơ sơ vữa mạch máu ở trong phổi, có hình ảnh tăng sản bạch cầu lan tỏa. Hoặc là ở hình F là một bệnh nhân khác thì chúng ta lại thấy một cái hình ảnh khác, đó là viêm phế quản phổi và thâm nhiễm bạch cầu hạt trung tính. Với những cái tổn thương này thì khi trên một cái bình diện lớn hơn, trung hơn, thì trong một nghiên cứu người ta đã chụp hình phổi ở của một bệnh nhân ở các cái giai đoạn nhiễm mắc SARS-CoV-2 và mắc COVID khác nhau. Trong hình A ở đây chúng ta thấy đây là hình ảnh phổi ở cái ngày mà bệnh nhân đang bị nhiễm SARS-CoV-2 cấp tính. Phần màu đỏ là phần phổi bị tổn thương và phần màu xanh là phần phổi vẫn còn khỏe mạnh. Nếu khi mà cái nhà nghiên cứu này theo dõi bệnh nhân trong 60 ngày thì sau đó chụp ảnh phổi ở cái hình B thì chúng ta thấy rằng là phần màu xanh đã nhiều hơn, phần màu đỏ đã ít hơn, nhưng mà 60 ngày tức là 2 tháng thì tổn thương phổi của bệnh nhân vẫn rất là đáng kể. Và trong hình ảnh C thì chúng ta thấy rằng là mặc dù cái phần màu xanh nó đã lan tỏa hơn rất là nhiều, nhưng đến 100 ngày thì cái phần màu đỏ và tổn thương ở phổi của bệnh nhân COVID vẫn còn rất là nhiều. Và đây chính là những cái bệnh cảnh dẫn đến việc dẫn đến cái hội chứng hậu COVID lâu dài cho bệnh nhân. Đây cũng là một hình ảnh chụp phổi của một bệnh nhân khác, bệnh nhân 88 tuổi nhập viện ở một cái bệnh viện ở bên Sydney, Úc. Thì hình bên tay trái là hình ảnh phổi khi mà bệnh nhân mới nhập viện, thì cũng không có cái gì là quá đặc trưng, quá nặng so với một cái bệnh nhân 88 tuổi. Tuy nhiên là sau một thời gian thì phổi đã bắt đầu tổn thương khi mà bệnh nhân nhập vào ICU, nhập viện vào ICU. Và trên hình ảnh CT scan thì chúng ta cũng thấy cái hình ảnh tổn thương của phổi rất là rõ ràng. Và cái hình ảnh tổn thương này thì nó cũng lẫn với cả những cái nhu mô phổi bình thường. Tuy nhiên khi bệnh nhân đã khỏi bệnh và đã về nhà thì bệnh viện cũng chụp lại một cái phim X quang khác. Thì chúng ta có thể thấy là phổi đã chuyển sang cái giai đoạn sơ hóa và bệnh nhân tiếp tục bị khó thở, thậm chí là bệnh nhân còn phải khó thở khi mà họ chuyển tư thế từ ngồi sang đứng.
và bệnh nhân lệ thuộc hoàn toàn vào oxy và cần phải có oxy để thở ở nhà. Như vậy chúng ta thấy là những cái vấn đề về nhiễm COVID cấp tính vừa rồi Việt Nam cũng đã rất là có kinh nghiệm để ứng phó. Tuy nhiên, với một cái số lượng bệnh nhân, số người nhiễm ở Việt Nam khoảng gần 1 triệu người thì chúng ta có thể ước tính rằng có hàng trăm người sẽ mắc các cái hội chứng hậu COVID, trong đó sẽ có một số lượng nhất định người sẽ bị sơ phổi hoặc là tổn thương về chức năng hô hấp, chức năng của phổi. Vậy thì làm thế nào để hệ thống y tế, làm thế nào hệ thống điều trị có thể đáp ứng được với những cái vấn đề này? Và tổng kết lại những điều mà tôi vừa mới trao đổi ở trên thì chúng ta thấy là tùy vào cái giai đoạn dịch, nếu mà là giai đoạn xâm nhập thì số lượng bệnh nhân rất là ít, nhưng ở giai đoạn bùng phát thì số lượng bệnh nhân rất là nhiều và đặc biệt là tăng lên nhanh chóng. Nhưng khi chúng ta đã có vaccine và cái độ bao phủ vaccine cao, tôi kỳ vọng rằng đến hết tháng 12 hoặc hết tháng 11 thì tỷ lệ bao phủ hết tháng 1 năm 2022 thì tỷ lệ bao phủ vaccine đầy đủ 2 mũi ở tất cả các tỉnh thành phố ở Việt Nam sẽ tương đối là cao, thì lúc này cái số lượng bệnh nhân sẽ chỉ ở mức trung bình. Tuy nhiên cái bệnh cảnh thì nó lại rất là khác. Ở giai đoạn xâm nhập khi mà rất là ít bệnh nhân thì hầu hết các bệnh nhân chúng ta gặp phải có bệnh cảnh là cấp tính hoặc bán cấp tính. Có một vài bệnh nhân sẽ bị tổn thương đa dạng, một hoặc là nhiều phủ tạng, đặc biệt là có những vấn đề về điều trị bệnh nền trên bệnh cảnh bệnh nhân bị mắc COVID. Nhưng vì là số lượng rất là nhỏ cho nên chúng ta hoàn toàn có thể ứng phó được. Nhưng khi mà dịch bùng phát ở cái giai đoạn thứ hai này thì cái số lượng bệnh nhân mà bị nặng rất là cao. Và đến cái giai đoạn cuối cùng là thích ứng, khi mà có vaccine thì chúng ta sẽ phải đối mặt với một vấn đề mới, đó là hậu COVID. Và trong tương lai chúng ta không rõ là điều gì sẽ xảy ra. Vậy thì với một cái tình trạng dịch bệnh và với cái bệnh cảnh lâm sàng đa dạng, phức tạp và thay đổi như thế này thì mục tiêu của chương trình phòng chống COVID-19 đã phải chuyển đổi từ zero COVID sang giảm tử vong. Và đây chính là mục tiêu chính hiện nay. Trong đó, ngoài vaccine ra thì điều trị sẽ trở thành then chốt với mục tiêu là phải điều trị sớm ngay tại cơ sở và điều trị tại các tuyến. Nhưng mà về lâu dài thì chúng ta cần phải có các phương pháp điều trị để làm giảm tổn thương kéo dài khi bệnh nhân nhập viện. Đồng thời, chúng ta cần phải thiết lập các cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp để đáp ứng được với các vấn đề liên quan đến hội chứng hậu COVID. Vậy thì để làm được cái việc này, cái biểu đồ này cũng chỉ là mô tả lại cái những cái số liệu và những cái lập luận mà tôi vừa mới nêu ở trên. Để giải quyết được cái vấn đề đáp ứng về mặt điều trị đối với số lượng bệnh nhân lớn và ở các cái giai đoạn khác nhau thì đòi hỏi hệ thống y tế phải chuyển đổi mô hình một cách linh hoạt, vô cùng linh hoạt và vô cùng nhanh. Cùng một lúc chúng ta sẽ phải tăng nhanh về nhân lực, về trình độ của cán bộ y tế, tăng nhanh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và đặc biệt là phải ứng dụng công nghệ thông tin như là telemedicine hoặc là ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giúp chúng ta có thể ứng phó được rất là nhanh chóng. Và sau một thời gian ngắn khi mà chúng ta lại có số lượng bệnh nhân giảm xuống thì chúng ta lại phải chuyển đổi mô hình y tế theo một cái hình thức khác mà tôi sẽ trình bày tiếp theo ở đây. Đầu tiên, với cái giai đoạn xâm nhập khi mà số lượng bệnh nhân rất ít thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta có thể tập trung điều trị các ca bệnh tại các đơn vị truyền nhiễm như chúng ta vẫn làm. Nhưng cùng một lúc thì chúng ta vẫn phải đào tạo, nâng cao năng lực cho hệ thống điều trị ở tất cả các tuyến để chuẩn bị cho cái vụ dịch mới. Ở giai đoạn bùng phát, dịch bùng phát khi mà có rất nhiều ca bệnh và tăng rất là nhanh và cái bệnh cảnh nó rất là phức tạp, thì lúc đó chúng ta sẽ phải nhanh chóng thiết lập các cái trạm y tế hoặc là trạm cấp cứu ở tại cộng đồng. Đây là những trạm có thể đặt cố định ở tại một điểm nhưng đồng thời cũng có những cái đội lưu động để có thể đi tới hỗ trợ cho người dân, bởi vì lúc này cái số lượng bệnh nhân rất là lớn và không có cơ sở y tế nào có thể thu nhận được toàn bộ cái lượng bệnh nhân này. Thứ hai là chúng ta cũng phải kích hoạt các đơn vị điều trị mà đã chuẩn bị, đã tập huấn ở giai đoạn 1, đó là các bệnh viện tuyến quận, tuyến huyện, đó có thể là các bệnh viện, các phòng khám tư nhân tham gia vào trong hệ thống và đặc biệt là các bệnh viện tuyến trên, tuyến tỉnh, thành phố, bệnh viện khu vực hoặc là bệnh viện tuyến trung ương.
chúng ta cũng sẽ phải thiết lập các bệnh viện dã chiến tùy thuộc vào cái quy mô, nhưng quy mô này là quy mô ước tính của vụ dịch chứ không phải là quy mô hiện tại. Bởi vì nếu dựa trên quy mô hiện tại thì dịch nó tăng lên rất là nhanh chóng và lúc đó chúng ta sẽ không thể kịp thiết lập các cái bệnh viện dã chiến này. Tại mỗi một đơn vị điều trị thì chúng ta sẽ cần bố trí nhân lực và có ở các cái chuyên khoa khác nhau để đáp ứng được với cái đặc điểm đa dạng của bệnh COVID-19. Ngoài chuyên khoa hô hấp thì chúng ta sẽ cần các bác sĩ về chuyên khoa về sản nhi, thì chúng ta đã thấy cái hình dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta sẽ cần các bác sĩ chuyên về điều trị tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp, bởi vì có một cái lượng bệnh nhân rất là lớn, có những cái bệnh nền và có cái bệnh cảnh phức tạp. Đối với nhân lực y tế thì ngoài những nhân lực y tế mà chúng ta đã có thì hiện nay nhân lực y tế ở tuyến y tế cơ sở đang rất là thiếu và đang rất là yếu. Do đó chúng ta cần phải tập huấn, đào tạo và chuẩn bị cho họ trước khi vụ dịch có thể xảy ra. Thứ hai là điểm yếu nữa là bác sĩ ICU của Việt Nam cũng rất là ít và năng lực cũng rất là hạn chế, đặc biệt là ở các tỉnh ở vùng sâu, vùng xa, vùng nông thôn. Vì vậy chúng ta cũng cần phải có cái sự kèm cặp và hỗ trợ cho bác sĩ ICU. Và điểm nữa là phải huy động nhân lực rất là nhanh từ các bác sĩ về hưu, các bác sĩ ở các khu vực y tế tư nhân, cán bộ của hội chữ thập đỏ, cán bộ của những cái tổ chức hoặc là những cái ban ngành đã từng tham gia để cứu trợ thì họ cũng có thể giúp chúng ta được rất nhiều các công việc. Và để huy động được như vậy thì sẽ cần tập huấn, cần cơ chế hợp tác và cũng cần phải có một cái cơ chế tài chính phù hợp để có thể huy động được họ. Điểm thứ hai chúng ta cần lưu ý và rút kinh nghiệm trong giai đoạn vừa qua, đó là chúng ta cần những cái quy trình làm việc và những cái hướng dẫn ngắn gọn, hiệu quả. Và những hướng dẫn này thì phải cập nhật liên tục và đi kèm với các cái bằng chứng khoa học cập nhật nhất, và đặc biệt là trong cái giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát ở trên thế giới vừa qua thì các cái thông tin mới về khoa học được cập nhật hàng ngày, hàng giờ, hàng tuần do đó chúng ta cũng phải cập nhật được kịp. Đồng thời các quy trình này phải kết nối được và được chi trả bởi bảo hiểm y tế. Đối với vấn đề phòng chống nhiễm khuẩn thì chúng ta cũng cần phải có những cái quy trình và hướng dẫn từ rất sớm để biến phòng chống nhiễm khuẩn trở thành một cái quy trình thường quy, không cần phải có đại dịch COVID thì cán bộ y tế cũng có thể triển khai được. Và đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin để giúp cho các cán bộ y tế có thể phản ứng nhanh, chính xác, không mất thời gian để làm giấy tờ, làm bệnh án quá nhiều. Điểm lưu ý thứ ba là về cơ sở vật chất, thuốc và trang thiết bị thì chúng ta cũng sẽ cần thiết lập những cái cơ chế riêng cho đại dịch và có quỹ riêng để có thể phản ứng nhanh. Về cơ chế tài chính thì chúng ta cần phải chuyển từ ứng tiền và hoàn tiền sang tạm ứng trước, sang chi trả theo các cái gói dịch vụ hoặc các cái đầu bệnh nhân để tạo ra cái sự linh hoạt cho hệ thống y tế, cho các bệnh viện, cho các giám đốc của các bệnh viện có thể đáp ứng được nhanh chóng. Đồng thời cần phải có những cái quy chế để chi trả cho chữa bệnh từ xa, cho y tế cơ sở, cho rất là nhiều các bệnh viện, các phòng khám cùng một lúc cung cấp các cái dịch vụ y tế khác nhau cho cùng một bệnh nhân trong một cái chuỗi chăm sóc. Và chúng ta cũng cần phải có cái quy chế để chi trả cho y tế tư nhân. Chúng ta cũng cần phải thiết lập các cái kho vật tư y tế ở các vùng miền để có thể huy động và sử dụng ngay lập tức. Và đặc biệt là cần phải có một cái hệ thống oxy tốt. Ở đây thì tôi cũng xin lấy ví dụ từ một số hình ảnh và đề xuất của bác sĩ Bùi Nghĩa Thịnh ở Bệnh viện Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây là ví dụ của một cái hệ thống oxy hóa lỏng ở bệnh viện ở Thuận An. Hình bên trái là hệ thống cũ, tức là các cán bộ y tế sẽ hoặc là các cán bộ của bệnh viện thì hàng ngày sẽ phải thay những cái bình oxy này, tạo thành từng cái nhóm bình oxy, sau đó thì kết nối với các cái ống oxy này để vận chuyển lên phía trên. Và vấn đề xảy ra là chúng ta sẽ phải liên tục thay rất là nhiều bình oxy trong một khoảng thời gian, một ngày có thể phải thay đến 2 lần hoặc là 3 lần. Và cái đường ống oxy này quá nhỏ có thể dẫn tới sập hệ thống oxy khi sử dụng máy HFNC cho bệnh nhân thở oxy. Thì bệnh viện Thuận An đã thay đổi bằng cái hệ thống oxy hóa lỏng trung tâm là các cái bình lớn hơn, có công suất lớn hơn,
có thể lưu trữ được oxy trong một ngày hoặc là thậm chí hơn một ngày, và với các cái đường ống dẫn oxy có kích thước lớn hơn để đảm bảo là hệ thống oxy sẽ không bị sập kể cả khi chạy nhiều máy HFNC. Thì có rất là nhiều cái cách để có thể tính được cái khối lượng của cái hệ thống bình oxy hóa lỏng mà mỗi một bệnh viện cần phải chuẩn bị, nhưng về cơ bản là sẽ dựa trên số giường bệnh và ước tính số bệnh nhân phải thở HFNC là bao nhiêu, từ đó thì có thể ước tính ra được cái khối lượng oxy cần có. Và cụ thể là ở trung tâm y tế của Thuận An thì người ta đã nâng cấp lên thành 400 mét khối oxy trong 1 giờ. Nhưng mà khi có bình oxy và có hệ thống oxy hóa lỏng thì cũng chưa đủ, mà chúng ta cần phải quan tâm đến các cái hệ thống dẫn oxy này thì đường kính nó phải đủ lớn thì mới có thể tránh được hiện tượng sập oxy, và do đó có thể phải xây mới hoặc là cải tạo rất là nhanh những cái hệ thống ống dẫn oxy này để nó đưa được các cái đầu dẫn oxy này đến tận giường và đảm bảo được các cái áp lực phù hợp. Trong trường hợp mà không có được cái hệ thống oxy cố định ở tại các bệnh viện thì các bệnh viện cũng có thể hợp đồng với một số các công ty sản xuất oxy để có được những cái xe bồn di động đưa oxy đến bệnh viện. Bởi vì có thể là bệnh viện chỉ cần cái hệ thống oxy này trong giai đoạn đại dịch mà sau này không cần nữa. Tuy nhiên cái hệ thống đường oxy thì cần phải được lắp sẵn. Đến giai đoạn thứ ba là giai đoạn hiện nay mà chúng ta đang đang có đủ vaccine và đang thích ứng với dịch ở một số tỉnh thành phố thì số ca bệnh sẽ ở mức trung bình và vấn đề hậu COVID là vấn đề cần phải quan tâm. Thì lúc này chúng ta cũng rất là không cần thiết phải có các bệnh viện dã chiến hoặc là thiết lập các bệnh viện riêng cho COVID, mà cần lồng ghép các hoạt động về chẩn đoán điều trị COVID vào cái hệ thống y tế sẵn có của chúng ta. Một bệnh viện có thể chia thành hai luồng, một luồng cho những bệnh nhân nghi COVID và một luồng là cho bệnh nhân không nghi COVID, đồng thời triển khai các cái hoạt động phục hồi chức năng để hỗ trợ cho những cái bệnh nhân có mắc phải các cái hội chứng hậu COVID có thể nhanh chóng khỏe mạnh và sống một cuộc sống tốt hơn. Và để thiết lập được cái điều này thì chúng ta sẽ cần có một chương trình chăm sóc COVID tổng hợp bao gồm có rất nhiều chuyên khoa phải phối hợp với nhau, trong đó thì chuyên khoa hô hấp là nòng cốt, phối hợp với chuyên khoa tim mạch, tâm lý, huyết học, thận tiết niệu, phục hồi chức năng cho những bệnh nhân COVID, đặc biệt lưu ý đến những bệnh nhân đã từng nằm ICU, bệnh nhân có nguy cơ mắc biến chứng và bệnh nhân đang có dấu hiệu mắc các cái hội chứng hậu COVID-19, và chúng ta cũng cần phải nhanh chóng sử dụng các hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới để từ đó có thể chẩn đoán và xác định được ai là người mắc hội chứng COVID-19 này. Đó là nói về mặt lý thuyết thì như vậy, nhưng mà trên thực tế ở tại Việt Nam hiện nay cái tỷ lệ tiêm vaccine ở các tỉnh thành phố là khác nhau, cho nên mỗi một tỉnh thành phố lại nằm ở một cái giai đoạn dịch khác nhau. Có tỉnh thì đang ở giai đoạn xâm nhập, có tỉnh thì đang ở giai đoạn bùng phát, ví dụ như Bạc Liêu, có tỉnh thì lại đang ở giai đoạn thích ứng với đại dịch với COVID-19 khi mà đã có vaccine như là thành phố Hồ Chí Minh hoặc là Bình Dương. Và khi đối mặt với sự khác biệt về giai đoạn dịch tễ ở các tỉnh thành phố khác nhau thì đòi hỏi hệ thống y tế phải hết sức là linh hoạt, hỗ trợ cho nhau, và từ đó thì có nảy sinh ra một cái yêu cầu là phải thiết lập được một cái network các cái cơ sở y tế để phối hợp và ứng phó kịp thời. Đối với ngành hô hấp thì sao ạ? Đối với ngành hô hấp thì chúng ta cần phải xác lập cái định nghĩa và cái khái niệm về hội chứng hậu COVID-19 và cách chẩn đoán để thống nhất trên toàn quốc. Ví dụ chúng ta có thể dựa trên các cái dấu hiệu sau, như là xác định cái triệu chứng thì dựa trên các cái bộ câu hỏi MRC hoặc là bộ câu hỏi SGRQ. Chúng ta có thể triển khai các cái test để đánh giá giảm khả năng vận động do hạn chế hô hấp, như là test đi bộ 6 phút. Chúng ta có thể phải đo lường cái khả năng trao đổi khí của bệnh nhân dựa trên một số các cái xét nghiệm như là SPECT CT, VQ hoặc là DLCO. Chúng ta cũng cần phải đo chức năng hô hấp và thậm chí là dao động xương ký
và xem xét cái cấu trúc của phổi thông qua việc chụp CT phổi. Đồng thời, ngành hô hấp cần phải nhanh chóng thiết lập cái chương trình phục hồi chức năng hô hấp để hỗ trợ cho bệnh nhân và nghiên cứu các thuốc, các liệu pháp điều trị để có thể điều trị được các hội chứng hậu COVID này. Ngoài ra, về lĩnh vực nghiên cứu thì chúng ta cũng có thể cần phải nghiên cứu về thông khí cơ họng thông qua các cái test vận động hoặc là kết hợp test vận động với test trao đổi khí hoặc là kết hợp những cái test này với các cái test BQ và kết hợp với các biện pháp đo chức năng hô hấp phức tạp khác để tìm hiểu về cái thông khí cơ họng của bệnh nhân đã khỏi COVID rồi nhưng mà lại bị hạn chế hô hấp, từ đó có thể tìm ra được các cái phương pháp điều trị tốt hơn cho những bệnh nhân này. Xin trân trọng cảm ơn.